Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, trong lúc truy đuổi một con đan thú quý hiếm, Tiêu Viêm chạm trán một hắc y nhân bí ẩn cũng đang nhắm đến con thú này. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, cuối cùng dẫn đến giao tranh. Hắc y nhân này sở hữu những thủ đoạn quỷ dị, có thể điều khiển nhiều cao thủ khác và dùng yêu pháp tấn công trực tiếp vào linh hồn đối thủ. Bằng thực lực của mình, Tiêu Viêm dần chiếm ưu thế, buộc hắc y nhân phải lộ diện. Nàng ta dùng yêu thuật e đoạt phách e tấn công linh hồn Tiêu Viêm, nhưng bất thành. Cuối cùng, Tiêu Viêm đánh bại hắc y nhân, khiến mặt nạ của nàng ta rơi xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Viêm, khuôn mặt lộ ra dưới lớp mặt nạ ấy lại là Thanh Lân, người mà hắn quen biết. Đôi mắt đặc trưng e bích xà tam hoa đồng đã giúp Tiêu Viêm nhận ra nàng. Chuyển sang phần 5 tập 140 của Đấu Phá Thương Khung. Trong thiên địa, bích xà tam hoa đồng là một loại đồng tử cực kỳ quỷ dị. Xét về độ hiếm thì ngay cả ách nan độc thể của tiểu y tiên cũng không thể sánh bằng. Trong những năm gần đây, Tiêu Viêm chỉ vẻn vẹn thấy qua bích xà tam hoa đồng đúng một lần, chính là lúc còn lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc, trong dòng binh đoàn của đại ca và nhị ca thành lập. Nhưng khi đó, chủ nhân của bích xà tam hoa đồng vẫn chỉ là một tiểu cô nương yếu ớt đáng thương, chỉ vì mang huyết mạch xà nhân mà bị kỳ thị, nhạo báng. Lúc trước, vì thương hại thân thế thê thảm của tiểu cô nương đó, Tiêu Viêm vẫn không đối đãi với nàng như thị nữ, không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự yếu ớt hèn kém, hắn lại còn rất quan tâm đến nàng. Lúc hắn trở về sau khi rèn luyện ở đại sa mạc thì lại phát hiện tiểu cô nương ấy đã bị Mặc Gia bắt, để cứu nàng, Tiêu Viêm cũng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đại náo Mặc Gia. Cuối cùng, lúc sắp cứu được nàng thì lại bị đám người thiên xà phủ nhúng tay vào. Mặc dù dược lão đã nói đám người thiên xà phủ đó chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, nhưng mấy năm nay, trong lòng Tiêu Viêm vẫn luôn nhớ đến tiểu cô nương yếu ớt kia. Mà tiểu cô nương kia tên là Thanh Lân, đồng thời nàng cũng là chủ nhân của bích xà tam hoa đồng. Nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, nữ hài tử kia cũng ngẩn ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt, nói, ở ngươi, sao ngươi lại biết tên ta? Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm lại càng đậm, sao hắn có thể ngờ tới việc đối thủ làm cho hắn kiên kỵ không thôi kia, cư nhiên lại là tiểu thị nữ của hắn năm đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi có chút cổ quái. Nhiều năm không gặp, tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt năm đó cũng đã trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều rồi. Hiện giờ, có lẽ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy vẻ khiếp đảm của năm đó trên khuôn mặt của nàng nữa. Sao vậy? Đám người tiểu y tiên cũng nhanh chóng chạy đến, kỳ quái nhìn lướt qua hai người, nói. Phi. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan tinh xảo đang tràn đầy vẻ nghi hoặc kia, sau đó đem huyền trọng xích rời khỏi cổ họng nàng, nặng nề đặt phía trước mặt, hắn không nhịn được cười nói, kẻ tiểu nha đầu, còn không nhận ra cái trọng xích này sao? Đôi mi Thanh Lân nhíu chặt, chớp chớp mắt nhìn vào huyền trọng xích to lớn trước mặt, thứ này khiến cho nàng có một cảm giác rất quen thuộc, thậm chí thanh niên đang mỉm cười này cũng làm cho nàng có cảm giác đó, tự hồ như mấy thứ này vẫn tồn tại sâu trong ký ức của nàng vậy. Gia Mã Đế Quốc, đại sa mạc tháp nhĩ qua, Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Thanh Lân đang cố gắng suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nghe được ba câu này, thân thể Thanh Lân rung mạnh, hai mắt liền mở bừng ra, vẻ khó tin hiện lên trên mặt, nhìn Tiêu Viêm, nàng lắp bắp nói, "Kệ Tiêu." "Tiêu Viêm thiếu gia." "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?" Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân, khẽ thở dài, "Ở nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành rồi." Thanh Lân bị Tiêu Viêm xoa đầu, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt đều hồng lên, năm đó Tiêu Viêm đối với mình như thế nào, nàng đều ghi nhớ. Sau khi bị người thiên xà phủ đưa đi, nàng cũng biết Tiêu Viêm đã mạo hiểm tiến vào Mặc Gia cứu mình, vì điều này, trước kia nàng cũng đã khóc rất nhiều. Khi đó nàng chỉ là một cô nương nhút nhát luôn xem mình là thị nữ của Tiêu Viêm, nhưng không ngờ, Tiêu Viêm lại vì một thị nữ hèn mọn mà làm một việc mạo hiểm đến vậy. Với một cô bé đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự dối trá của lòng người thì quả thực đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Mấy người tiểu y tiên đứng bên cạnh nhìn thấy cục diện quanh co này, đều có chút ngẩn ngơ. Ở chỗ này, tiểu y tiên kết giao với Tiêu Viêm sớm hơn cả Thanh Lân, nhưng lúc đó nàng đã đi đến Xuất Vân Đế Quốc, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Thanh Lân. Đây là tình huống gì cơ chứ? Tử Nghiên thì thầm. Mấy người kia cũng đành lắc đầu, bó tay không hiểu màn hài kịch này bắt nguồn từ đâu. Không bị thương chứ? Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Nhìn Thanh Lân, hắn lại nhớ tới tiểu thị nữ ôn nhu yếu ớt năm đó. Không sao. Giọng nói của Thanh Lân có chút dồn dập, vì ký ức khi còn nhỏ quá sâu sắc, bởi vậy,
Mặc dù giờ đây nàng đã trở thành cường giả có thực lực cường hãn trên đại lục, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, nàng vẫn có loại cảm giác câu thúc, giống như tiểu hài tử gặp phải cha mẹ nghiêm khắc. Nếu không ngại thì gọi một tiếng Tiêu Viêm đại ca cũng được. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Lân, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng gọi một tiếng thiếu gia kia có phần không thuận miệng, nên lập tức nói. Bây giờ, người trước mặt hắn đã không còn là tiểu thị nữ năm đó nữa, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng đã thành thục, chỉ sợ trên đại lục này đã không có người nào có thể thu nàng làm thị nữ. Không, không phải. Vẫn gọi là Tiêu Viêm thiếu gia đi, ta thích gọi như vậy. Thanh Lân vội vàng lắc lắc đầu, đôi tay nhỏ bé khẩn trương vặn cùng một chỗ. Bộ dáng như vậy đâu có điểm nào giống hung thủ làm cho cả cửu U Địa Minh mãn tộc gà bay chó sủa. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý nhiều, nhìn chằm chằm Thanh Lân, nói, năm đó cứu ngươi khỏi tay Mặc Gia, nhưng cuối cùng lại bị người của Thiên Xà Phủ cướp đi, bọn họ đối xử với ngươi như thế nào? Bọn họ rất tốt với ta, còn định để cho ta trở thành người đứng đầu Thiên Xà Phủ, nhưng các trưởng lão lại muốn tác hợp cho ta với trưởng tử của người đứng đầu đời trước. Ta không muốn, nên tự mình chạy đến đây. Thanh Lân gật gật đầu nói. Nhưng có mấy lời nàng cũng không có nói ra, sau khi nàng trốn đi, việc đầu tiên làm là trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, nhưng đã sớm thành cảnh còn người mất. Sau lại hỏi thăm tin tức mới biết được Tiêu Viêm đã đi Trung Châu, mà nàng cũng đang rảnh rỗi, nên lặn lội vạn dặm xa xôi đến đây từ Gia Mã Đế Quốc. Một phần là du lịch, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tìm lại người đã in đậm dấu vết trong lòng nàng. Vì có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nên thân phận của nàng đã không còn như trước, người bên cạnh xung xoe cũng nhiều hơn. Nhưng thực sự khiến cho nàng khó có thể quên được, chính là năm đó khi bản thân mình chỉ là một tiểu thị nữ không có giá trị gì, thì tiểu thiếu gia tuổi cũng không lớn kia, cư nhiên lại mạo hiểm đi cứu nàng. Người đáng nhớ nhất chính là người đã cùng ta trải qua những năm tháng tăm tối, chỉ vậy mới có thể in sâu một dấu vết không thể phai mờ trong trái tim. Nhưng may là trời không phụ lòng người, người mấy năm nay nàng tìm kiếm, rốt cục cũng xuất hiện trước mặt nàng trong một hoàn cảnh khó tưởng tượng nhất. Việc này, Tiêu Viêm thiếu gia, việc này. Thanh Lân vặn vặn tay, lục mang chợt lóe trong mắt, một con thú nhỏ trắng như tuyết lại xuất hiện một lần nữa, vừa mới được thả ra, nó liền xông vào trong lòng Tiêu Viêm run rẩy, một đôi mắt to sợ hãi nhìn Thanh Lân. Vuốt ve đan thú trong lòng, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ở ngươi cần đan thú sao? Thanh Lân vội lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng ấp a ấp úng nói, kể ta chỉ muốn dùng máu đan thú để giải độc trong cơ thể mình. Giải độc? Trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, chìa tay ra, nói, hãy đưa tay ra, ta xem một chút. Thanh Lân chần chờ một lát rồi vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh ra, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay to ấm áp kia làm nàng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tiêu Viêm lại không chú ý đến điều này, tâm thần vừa động, một luồng linh hồn lực liền tiến vào cơ thể Thanh Lân. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn phát hiện trong người, thậm chí trong máu Thanh Lân đều nhiễm độc. Điều này khiến hắn cũng không nhịn được mà phải nhíu chặt mày lại. Loại khí độc âm hàn băng lãnh này cực kỳ âm độc, dường như cũng muốn đem máu của người ta đông cứng lại. Đây là loại độc gì? Tiêu Viêm cao mày hỏi. Đây là đế mãn thực tâm độc của cửu U Địa Minh mãn tộc, chính là kỳ độc số 1 số 2 trong thiên hạ, được xưng là không có thuốc nào giải được. Thanh Lân nói. Trong thiên địa, không có thứ gì là tất nhiên, có âm thì ắt phải có dương là quy luật của thiên địa. Có độc dược liền có giải dược. Gọi nó là không có thuốc giải chẳng qua là chưa tìm ra cách mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng, cái gọi là đế mãn thực tâm độc này hắn cũng đã từng nghe qua. Tục truyền, máu của đan thú đã hóa hình có thể giải được vạn độc, cho nên ta mới đến nơi này thử vận khí, không ngờ lại gặp được thật. Thanh Lân nhìn thoáng qua con tiểu thú đang nằm trong lồng ngực Tiêu Viêm, nói. Loại đan dược phẩm chất này xác thật có thể kháng cự được không ít loại độc, nhưng chỉ bằng vào nó thì vẫn không đủ để hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể ngươi. Tiểu Y Tiên đứng một bên mở miệng nói. Nàng là chuyên gia dùng độc, tự nhiên có quyền lên tiếng trong việc này. Cũng không có vấn đề gì lớn, có máu đan thú trợ giúp, đế mãn thực tâm độc này mặc dù ác liệt nhưng cũng không phải là không có cách giải. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt nhíu mày, nói. Làm sao ngươi lại treo chọc cửu U Địa Minh mãn tộc? Bọn họ cũng không dễ chọc nha. Không phải là ta treo chọc bọn họ, mà chính là bọn họ treo chọc ta. Thanh Lân có chút ủy khuất, nói, ở lúc trước,
Khi ta tới thú vực chỉ là muốn tìm kiếm các loại ma thú, loại rắn có thực lực cường hãn, nhưng xui xẻo lại gặp một vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Hắn nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng nên muốn ra tay bắt ta chỉ phản kháng lại thôi. Cuối cùng đã khống chế được hắn, nhưng lúc đó hắn cũng đa truyền tin tức ra khiến cho cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn đều đến đuổi bắt ta, cuối cùng ta cũng chỉ có thể bắt mấy người lại. Bích Xà Tam Hoa Đồng là khắc tinh của tất cả các loài ma thú loại rắn, ngoại trừ một số ít loại rắn có được huyết mạch thuần khiết từ viễn cổ, ví dụ như Thải Lân Tỷ Tỷ, tỷ ấy là hậu duệ của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Còn những loại khác đều rất sợ hãi Bích Xà Tam Hoa Đồng, bọn họ không bắt ngươi mới là chuyện lạ. Tử Nghiên biểu môi nói, xem ra nàng vẫn có chút bất mãn khi đêm hôm đó Thanh Lân ra tay với nàng. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vai Thanh Lân, nói, không cần lo lắng, không sao đâu. Loại độc này mặc dù khá rắc rối, nhưng cũng không phải không có cách giải, vả lại, đây cũng không phải là nơi để giải độc. Chờ ra khỏi di tích, ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc giúp ngươi. Giờ cứ ở bên cạnh ta đã. Thanh Lân đỏ mặt gật đầu. Tiêu Viêm cười cười, đứng dậy, có sự trợ giúp to lớn này, thực lực của đoàn người bọn họ lại càng thêm mạnh mẽ. Cho dù có gặp phải đám Phượng Thanh Nhi, cũng vẫn có thể áp chế được bọn chúng. Thấy một màn từ địch thành bạn này, ngoại trừ người trong cuộc thì ai cũng phải sững sờ. Tình thế chuyển biến không phải quá nhanh đấy chứ. Hôm đó nàng còn muốn khống chế ta. Tử Nghiên liếc nhìn Thanh Lân, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta không nhận ra bản thế của ngươi nên tưởng nhầm ngươi là Cửu U Địa Minh Mãn. Vả lại, bản thế của ngươi lại rất giống với Cửu U Địa Minh Mãn Vương nên ta mới ra tay. Thanh Lân vội vàng giải thích. Ai là mấy thứ xấu xí không chân đó chứ? Tử Nghiên còn giận hờn Thanh Lân vì nàng lầm cô bé với Cửu U Địa Minh Mãn. Chợt, nàng như nhớ ra điều gì đó, liền nội vàng nói thêm, đi trừ Thải Lân Tỷ Tỷ ra. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nha đầu này nữa. Ông đan thú đang run rẩy trong ngực nói, cho tuy đan thú này không có dao động năng lượng nhưng các luyện dược sư già dặn có thể cảm giác được đan hương, từ đó suy ra thân phận chân chính của nó. Nếu không để nó cho Thanh Lân đi. Tiểu Y Tiên đề nghị. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, tiểu thú kia dương đôi mắt to tròn nhìn nàng mà liều mạng lắc đầu, bấu chặt vào áo Tiêu Viêm. Xem ra, nó rất sợ Thanh Lân. Thấy bộ dáng của nó, Thanh Lân không khỏi xấu hổ, còn Tử Nghiên bên cạnh lại cười hắc hắc một cách vui sướng. Nhìn tiểu thú như muốn khóc kia, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, thì ra đan thú còn biết làm nũng a. Khụ, đưa nó cho ta đi, ta có thể phong bế đan hương trong cơ thể nó. Tiểu Y Tiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn tiểu thú trong ngực Tiêu Viêm, rõ ràng là bị nó mê hoặc mất rồi. Nữ nhân ai cũng vậy, đều thích mấy con thú nhỏ xinh đáng yêu. Thấy bộ dáng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không biết nói gì cho phải. Không ngờ một nhân vật như nàng cũng không thoát khỏi định luật này. Hắn chỉ có thể đưa tiểu thú cho nàng, mà con thú này cũng chỉ hơi chần chừ một chút rồi chui tót vào ngực nàng nấp trong đó. Bộ lông xù của nó cọ sát lung tung làm Tiểu Y Tiên cười duyên không thôi, làm cho Tiêu Viêm trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ con thú này là giống được sao? Nhận lấy đan thú, Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí lên một đầu ngón tay, sau đó điểm lên thân thể của tiểu thú. Chốc lát sau, một võng năng lượng hình thành, bám chặt vào bộ lông của nó. Lúc năng lượng võng hoàn toàn dung hợp thì cổ đan hương kia cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này, nhìn nó chẳng khác gì mấy con thú bình thường, như vậy không cần lo lắng có người phát hiện ra thân phận của nó nữa. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn tiểu thú đang làm bậy trong ngực Tiểu Y Tiên, khóe mắt giật giật, xoay người vung tay thu lấy Thiên Yêu Khôi cùng mấy bộ khôi lỗi vào nạp giới rồi nói với Thanh Lân, gọi ngươi thu lại mấy tên hộ vệ đó đi. Nghe vậy, Thanh Lân gật gật đầu, lục mang trong mắt chợt lóe lên. Mấy tên hộ vệ kia chợt biến mất, hóa thành một luồng lục mang, bay vào mắt Thanh Lân. Thấy phương pháp thần kỳ như vậy, đám người Tiêu Viêm ai cũng kinh ngạc không thôi, Bích Xà Tam Hoa Đồng quả là cực kỳ thần dị. Bích Xà Tam Hoa Đồng sau khi thành thục có thể tự tạo không gian, những thứ bị ta khống chế đều có thể thu vào trong đó. Nhưng nó cũng có giới hạn, theo năng lực tăng lên thì mới có thể mở rộng. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Thanh Lân cười nói. Nhưng có điều, ai bị ta khống chế thực lực đều sẽ suy giảm, vì Bích Xà Tam Hoa Đồng này cắn nuốt năng lượng của họ rồi chuyển lại cho ta. Câu này của Thanh Lân làm mọi người hít một hơi lạnh, thật đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì Thanh Lân chẳng cần tu luyện, trực tiếp khống chế một cường giả rồi ngồi mát ăn bát vàng.
Các ngươi tưởng nó kinh khủng như vậy nhưng không hẳn đâu, tốc độ cắn nuốt rất chậm. Với lại, thực lực của ta bây giờ chỉ có thể khống chế từ nhị tinh đấu tôn trở xuống thôi. Thấy bộ dáng thất thố của mọi người, Thanh Lân lè lưỡi nói. Mặt khác, ta chỉ có thể khống chế ma thú có huyết mạch xà hệ, còn nhân loại thì không có hiệu quả như vậy. Cùng lắm chỉ đạt được một số công hiệu phụ trợ mà thôi. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh, cái gọi là một chút phụ trợ này hắn đã thử qua, nếu hắn không có linh hồn lực mạnh hơn Thanh Lân thì chỉ sợ tình huống đã không như bây giờ. Thanh Lân chỉ mới đạt tới đấu tôn nhưng còn chưa ổn định. Thực lực như vậy mà đấu với Tiêu Viêm thì chỉ cần 20 hiệp là nàng đo ván, nhưng có Bích Xà Tam Hoa Đồng thì lại khác, Tiêu Viêm bắt buộc phải cẩn thận ứng phó. Khó trách thực lực ngươi lại tăng nhanh đến vậy. Tiêu Viêm cảm thán. Năm đó, Thanh Lân còn chưa đạt tới đấu giả, qua 10 năm ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy. Tốc độ tu luyện này ngay cả Tiêu Viêm cũng phải tự nhận không bằng, hắn tu luyện đã nhanh, mà nàng còn nhanh hơn cả hắn. Ngoài miệng tuy cảm thán nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, người như Thanh Lân đếm khắp đại lục cũng không đến con số 10. Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên sinh kỳ vật, không phải ai cũng có. Không hổ là loại mắt kỳ dị nhất thiên hạ, mạnh đến nỗi làm người khác phải ghen tị. Thiên Hỏa Tôn giả thầm than trong lòng. Thở dài một hơi đầy ý vị, lão cố gắng tu luyện cả đời, kết quả lại bị một người dùng không đến 10 năm để đuổi kịp. Nếu ở trong tình cảnh này, chắc ai cũng sẽ cảm thấy chán nản. Nhìn ai cũng kinh ngạc mất hồn, Tiêu Viêm cười khổ, phất phất tay nói, thứ này là vật thiên sinh, có hâm mộ đến mấy cũng vô dụng. Đi thôi, phải nhanh chóng đến chủ điện, nếu không bảo bối sẽ bị người ta lấy hết mất. Nghe Tiêu Viêm nói, mọi người gật đầu đồng ý, điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi đan thất này. Lúc này, ở trên tầng 3 đan điện càng ngày càng có nhiều cường giả tiến vào. Có một vài đan thất còn truyền ra tiếng giao thủ, có lẽ là đang tranh giành một món bảo bối nào đó. Những đan thất khác hiển nhiên đã bị cướp hết bảo bối rồi nên Tiêu Viêm không có hứng thú tìm kiếm thêm nữa. Dù gì cũng đã lấy được vài thứ rồi nên cũng không cần quá tham lam. Bởi vậy, nhóm người Tiêu Viêm không phí thời gian để tầm bảo tiếp, tìm được thông đạo liền nhanh chóng rời đi. Mang theo bảo bối đan thú mà ai cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Suốt đường đi có không ít ánh mắt nhìn theo, có vài ánh mắt chú ý tới tiểu đan thú trong ngực của tiểu y tiên nhưng vẫn chưa có ai nhìn ra được thân phận thật sự của nó. Thêm nữa thực lực của nhóm người Tiêu Viêm cực kỳ khủng bố, không ai ngu đến nỗi nhào ra gây sự. Đoàn người thuận buồm xuôi gió rời khỏi đan điện, nhưng khi nhìn thấy thông đạo giao nhau kia, họ nhất thời ngây người. Di tích này quá lớn, muốn nhanh chóng tới chủ điện cũng không phải chuyện dễ. Ta dẫn đường cho, ta tìm thấy trong di tích một phần địa đồ giản lược, biết vị trí của chủ điện. Thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, Thanh Lân ở bên cạnh cười nói. Nghe nàng nói Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này đúng là phúc tinh a, khác hoàn toàn so với tiểu thị nữ năm đó. Thấy thế, Thanh Lân duyên dáng cười, xác định phương hướng một chút. Chân điểm nhẹ xuống đất rồi khẽ lướt đi, nhóm người Tiêu Viêm vội vàng theo sau. Sự phức tạp của di tích viễn cổ nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Theo sau Thanh Lân, qua nhiều hành lang ngoằn nghèo làm người ta có cảm giác như đang lạc trong mê cung. Cũng may là chỉ khoảng 10 phút sau, con đường trước mắt chợt rộng lên, thân hình bay vọt ra một quảng trường lớn. Một tòa đại điện cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa đại điện hiện lên vẻ hoang vu không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, hơi thở thâm trầm xa xưa hòa lẫn vào từng phiến đá xây nên. Ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được ý vị thương hải tang điền trong đó. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó nhỏ bé như một con kiến. Tại trung tâm đại điện có 10 vầng sáng lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt. Mơ hồ thấy được bên trong nó có một thứ như là quyển trục, ẩn sau lớp ánh sáng đó. Khi nhóm người Tiêu Viêm khi thấy những vầng sáng này thì đều giật nảy mình, chẳng lẽ đó là thiên giai đấu kỹ sao? Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Tiêu Viêm dừng phía trung tâm của những vầng sáng. Trên đó có một bộ hài cốt nhìn như bạch ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hài cốt của cường giả đấu thánh. Nhìn bộ hài cốt đó, miệng Tiêu Viêm khô khốc. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy cường giả đạt tới cảnh giới đấu thánh. Tuy chỉ thấy hài cốt, nhưng cái uy áp của đấu thánh như lắng sâu vào từng khớp xương một. Làm cho nhóm người Tiêu Viêm hít thở không thông, cực kỳ áp lực. Đây chính là chủ điện của di tích này. Thanh Lân thấp giọng nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quét mắt nhìn quanh đại điện, liền thấy ở phía trung tâm có không ít thân ảnh đang đứng. Khí tức của ai cũng rất mạnh mẽ, trong đó Tiêu Viêm còn thấy cả đám người Phượng Thanh Nhi. Hắc,
đến cũng nhanh đấy. Thấy mấy thân ảnh quen thuộc đó, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong đại điện rộng lớn, có không ít bóng người đứng chi chít, ngoại trừ vài cường giả độc hành, còn lại đều là các thế lực lớn có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này, ngoài Phong Lôi các cùng Thiên Yêu Hoàng tộc ra thì mấy thế lực như Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc đều đã sớm có mặt. Xem ra, mục đích của họ cũng khá rõ ràng, sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp đến đây. Khi nhóm người Tiêu Viêm vào đại điện, tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, đủ loại ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, thù hận hay thân mật đều được quăng tới. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này. Tùy ý liếc qua chỗ đám người Phượng Thanh Nhi một cái, chỉ thấy mặt ai cũng đang âm trầm nhìn hắn. Chắc là vẫn canh cánh trong lòng ăn quả đắng lúc còn ở Linh Thú Tráo. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người vào trung tâm của đại điện dưới những ánh mắt soi mói kia. Bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện, có hơn 10 thân ảnh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, người đơ ra như được điêu khắc từ đá. Hai mắt họ nhắm chặt, nhìn dáng vẻ như vậy không biết trải qua biết bao nhiêu tháng năm rồi, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Mười mấy đạo thân ảnh này thủ hộ cách thạch đài 10 trượng, không cho người khác xâm nhập vào. Khôi lỗi! Nhìn những thân ảnh như tượng đá không chút sự sống này, Tiểu Y Tiên kinh ngạc thấp giọng nói. E rằng đây đều là những khôi lỗi cao giai. Ta cảm giác được chúng nó không yếu hơn Thiên Yêu Khôi đâu. Nếu ta không lầm, mấy khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn cả. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ ngưng trọng, tuy những khôi lỗi này không có cử động gì, nhưng một khi kích hoạt sẽ rất hung hãn tuyệt tình. Nghe Tiêu Viêm nói, đám Tiểu Y Tiên biến sắc. Hơn 10 cường giả đấu tôn A, muốn xử lý hết cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Không hổ là cường giả đấu thánh A, nếu thật sự phải đánh thì... Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi, đối mặt với một đội hình như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy phát khiếp. Tất cả cẩn thận, đừng tách ra. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhắc nhở mọi người một tiếng, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười, chắp tay về một phương hướng. Đám người Tiểu Y Tiên nhìn theo, hóa ra là đoàn người của Phần Viêm Cốc. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta thật có duyên. Phong ấn nơi này ngày càng suy yếu, chắc sẽ tan nhanh thôi. Thấy Tiêu Viêm, Đường Chấn cười cười, dẫn theo cường giả của Phần Viêm Cốc đi tới chào hỏi. Đường Cốc chủ, chẳng lẽ đó là mục tiêu của lần này? Sao số lượng lại có tận 10 cái vậy? Tiêu Viêm cười cười, ở nơi này hắn chỉ có quan hệ với Phần Viêm Cốc mà thôi, còn mấy thế lực khác một là không quen, hai là đối địch. Chắc không giả đâu. Nhưng ta nghĩ là trong 10 cái thì chỉ có một là thiên giai đấu kỹ thật. Còn về việc ai có thể lấy được nó, thì phải dựa vào thực lực và vận may. Đường Chấn cười nói. Ồ, chính giả một thật sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, đưa mắt quét qua 10 vầng sáng đó. Đúng là di tích viễn cổ có khác, đã đến tận đây rồi còn gặp phải việc như vậy. Ha ha! Đường Chấn đảo mắt quanh đại điện, nhẹ giọng nói, Ê Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra địch nhân của ngươi cũng không ít a. Chỉ là vài rắc rối nhỏ thôi. Tiêu Viêm cười mỉm. Ở chỗ này, địch nhân của hắn chỉ có Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc mà thôi. Cường giả ba bên đó cũng chỉ ngang với nhóm người của hắn, nếu trực diện giao chiến, hu chết về tay ai còn chưa biết được. Ha ha, ta quên mất, ngươi đã không còn độc lai độc vãng như trước nữa. Đường Chấn nhìn sơ qua những người đứng sau lưng Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán. Lấy nhãn lực của lão, có thể nhìn ra thực lực của nhóm người Tiêu Viêm. Đội hình cỡ này, nếu Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Lôi các cùng Băng Hà Cốc không liên thủ thì không thể so sánh được với đám người Tiêu Viêm. Cường đại nhất không phải là các thế lực ở đây, mà là các cường giả độc hành. Tuy họ không có thế lực làm chỗ dựa sau lưng nhưng thực lực không thể xem thường được. Tiêu Viêm cười cười, suốt đường đi, hắn gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực rất mạnh, bình thường rất khó để họ lộ diện, nhưng bốn chữ thiên giai đấu kỹ mang lại sức hấp dẫn vô cùng. Dù gì họ cũng độc lai độc vãng không có gì ước thúc, lấy được thiên giai đấu kỹ rồi trốn vào hang sâu vực thẳm nào đó, ai có thể tìm ra họ. Nghe vậy, Đường Chấn mỉm cười, nhìn về 10 vầng sáng ở trung tâm đại điện. Quang mang nó phát ra ngày càng yếu, nguyên nhân có lẽ là do phong ấn đang từ từ mất đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấu mấy quang đoàn này mà biết cái nào là thiên giai đấu kỹ không? Nghe Đường Chấn nói, Tiêu Viêm nheo nheo mắt, phóng thích linh hồn lực ra, cảm ứng một chút rồi lắc đầu nói, phong ấn đã ngăn cản hoàn toàn,
không thể dò xét được. Bố trí của cường giả đấu thánh, lấy sức của ta thì không thể nào phá nổi. Bây giờ chỉ trông chờ vào vận may thôi. Chỉ may mắn thôi thì còn chưa đủ, nơi này nhiều hổ đói rình mồi như vậy. Ai lấy được sẽ thành kẻ địch chung của tất cả những người ở đây. Đường Chấn cười nói, Tiêu Viêm suy ngẫm một chút rồi gật đầu đồng ý. Ha ha, chỉ lát nữa thôi, nơi này sẽ rất hỗn loạn. Đến lúc đó, nếu có gì phát sinh chúng ta có thể liên thủ ứng phó. Đường Chấn liếc về phía đám người Băng Hà Cốc, sau đó lại nhìn qua mấy khôi lỗi đang ngồi như tượng đá kia, chợt mở lời. Tiêu Viêm cười cười, thực lực của phần Viêm Cốc rất mạnh, bằng nhãn lực của Tiêu Viêm, có thể nhìn ra thực lực của lão đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn, mạnh hơn cốc chủ Băng Hà Cốc một bậc, thậm chí còn mạnh hơn Trích Tinh lão quỷ. Có cường giả như vậy chủ động liên minh, Tiêu Viêm mừng còn không kịp chứ đừng nói đến từ chối. Giờ hắn có một đám địch nhân, có người trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều. Mặt khác, cũng phải cẩn thận mấy khôi lỗi đó. Đường Chấn vuốt râu, nhẹ giọng nói, nếu ta không lầm, đến lúc phong ấn biến mất thì mấy khôi lỗi đó sẽ thức tỉnh. Khà khà, chắc lần này không tránh khỏi một hồi huyết chiến rồi. Tiêu Viêm hơi híp mắt lại rồi khẽ gật đầu. Hiện giờ, thế cục tương đối phức tạp, không chỉ phải đề phòng đối thủ mà còn mấy khôi lỗi này nữa. Nếu sơ ý một chút thì sẽ ăn phải quả đắng ngay. Giờ thì ngồi chơi đợi phong ấn biến mất thôi. Trên thế giới này, cũng không có quả sung nào tự rụng vào mồm cả. Nghe Đường Chấn than thầm, Tiêu Viêm cũng bật cười, quét mắt qua mấy vầng sáng rồi tập trung vào hài cốt đang ngồi trên thạch đài. Dược lão đang cần thân thể để luyện chế, bộ hài cốt này lại cực kỳ đầy đủ, nếu lấy được nó, không biết dược lão có thể tiến vào cấp bậc đấu thánh hay không. Nếu như dược lão có thể tấn giai lên đấu thánh, sau này cũng chẳng cần sợ hồn điện nữa. Thực lực của Tinh Vẫn Các sẽ ngang hàng với những thế lực lớn như Đan Tháp, có thể chân chính tranh đấu với hồn điện. Nếu có cơ hội thì cướp luôn bộ hài cốt đó. Tinh mang chớp động trong mắt Tiêu Viêm, trong lòng đã đem mục tiêu chuyển đến bộ hài cốt này. Trong thời gian chờ đợi phong ấn biến mất, lại có thêm không ít cường giả cùng thế lực tới đây. Cường giả ngày càng nhiều làm không khí nơi này có chút ngột ngạt và căng thẳng. Ai biết được lúc này còn cười nói chào hỏi, nhưng khi có cơ hội thì sẽ không chút do dự mà đâm một dao sau lưng mình. Dưới bầu không khí này, một vài cường giả hoặc thế lực có quan hệ cũng âm thầm hội tụ lại. Ở địa một nơi hỗn loạn thế này mà đơn thương độc mã thì chẳng sơ muối được gì cả, có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ ấy chứ. Cường giả bên trong đại điện càng lúc càng đông làm cho Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày lại. Hắn nháy mắt với đám người tiểu y tiên. Sau đó đoàn người tụ lại một nơi, lặng yên bàn đối sách. Từng đạo thân ảnh không ngừng đi vào đại điện, dù người đông hơn nhưng không khí bên trong vẫn im lặng đến rùng rợn, áp lực vô hình làm cho không ít người toát mồ hôi lạnh, đấu khí luôn vận chuyển trong người, vì thời đều có thể phản ứng. Chỉ sợ là gió thổi cỏ bay thôi cũng đã làm mọi người giật mình rồi. Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, linh hồn lực lại bao trùm khắp đại điện này thêm lần nữa. Nhưng làm hắn kỳ quái là tới giờ vẫn không thấy tung tích của cường giả hồn điện, chẳng lẽ bọn chúng không có hứng thú với di tích viễn cổ sao? Đám chết tiệt đó trước giờ hễ thấy bảo bối là nhào đến, sao giờ lại không thấy tâm tích? Tiêu Viêm thầm nói, rồi chợt biến sắc. Hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Lúc này, đột nhiên có một tiếng cười cổ quái như xa như gần mang theo âm sắc chói tai vang vọng trong đại điện. Kì ha ha, xem ra ta đến không trễ a. Nghe tiếng cười quen thuộc này, sắc ý trong mắt Tiêu Viêm bùng phát. Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra hả lão khọm Trích Tinh. Âm thanh bén nhọn vang vọng khắp đại điện, khiến cho không ít cường giả đều phải biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường hãn dị thường của chủ nhân giọng nói kia. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi, tiếng rít xé gió lại tiếp tục vang lên. Hắc vụ chợt ùn ùn kéo tới, sau đó hội tụ vào khoảng giữa không trung phía trên đại điện, hắc vụ tản đi, vài đạo thân ảnh liền lộ ra bên ngoài. Cách xuất hiện đặc biệt này làm cho không ít người đều nhận ra thân phận của họ, lại là người của hồn điện. Nhận ra thân phận của đám người mới đến, trong lòng không ít người đều giật thót, chau mày. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết thực lực của hồn điện này, nếu như bọn họ muốn cướp đoạt thiên giai đấu kỹ kia thì không biết sẽ làm cho cục diện đang rối loạn này phức tạp thêm đến mức nào nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía không trung, nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh. Đứng đầu đám người là một lão già thân mặc y phục màu xám tro, khuôn mặt khô gầy đang nở một nụ cười âm lãnh. Tiêu Viêm cũng chẳng lạ gì cái dung mạo này, đây chính là kẻ đã chiến đấu với hắn đến lưỡng bại câu thương lần trước, Trích Tinh lão quỷ. Tất cả thương thế đã hồi phục rồi sao?
Tiêu Viêm liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ một cái, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải của lão, lại chỉ thấy một cánh tay áo trống rỗng, hắn lập tức nhướng mày. Xem ra, dù thoát khỏi hủy diệt hỏa liên, nhặt lại được một mạng, nhưng lão ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ a. Hắc, Trích Tinh lão quỷ giờ lại biến thành cục tay lão quỷ. Tiểu Y Tiên cười nói, trong tiếng cười có chút mùi vị vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Giữa không trung, Trích Tinh lão quỷ nhìn xuống quảng trường, cười quái dị, nói, ê khạch khạch, đúng là náo nhiệt nha, không ngờ di tích này lại thu hút nhiều người tới như vậy, nếu như ta thu thập linh hồn ở đây thì chắc cũng được kha khá đấy. Một câu này của lão quỷ khiến cho trong mắt không ít người lộ ra vẻ căm ghét. Việc hồn điện chuyên đi khắp nơi tại Trung Châu này để thu bắt linh hồn đã không còn là bí mật gì nữa. Loại hành vi này khiến hầu hết mọi người đều khinh bỉ, nhưng vì e ngại thực lực khủng bố của hồn điện, nên không có kẻ nào dám ra mặt đối địch với chúng mà thôi. Sao lão quỷ này lại đứt mất một cánh tay? Trong đại điện, không thiếu người đã từng gặp qua Trích Tinh lão quỷ, những kẻ này nhìn thoáng qua liền thấy ống tay áo trống rỗng của lão, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Phần đông cường giả ở đây đều hiểu rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ, Ngũ Tinh Đấu Tôn đã có thể xem như lớp cường giả đứng đầu hiện nay, người có thể chặt mất một tay của lão cũng không nhiều. Trên trời, dường như Trích Tinh lão quỷ cũng nhận thấy được những ánh mắt nghi hoặc kia, nụ cười âm lãnh trên mặt dần thu liễm, khóe miệng khẽ co giật một chút, vừa định quát lạnh một tiếng thì ánh mắt lão bất chợt dừng lại. Đột nhiên, một tiếng gầm ẩn chứa đầy sát khí vang lên trong đại điện, "Kẻ Tiêu Viêm, sao ngươi còn chưa chết?" Nghe thấy tiếng gầm của Trích Tinh lão quỷ, toàn bộ ánh mắt trong quảng trường liền dời về phía vị thanh niên vóc dáng có chút cao gầy kia. "Lão quỷ ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám đi trước một bước kia chứ?" Đối diện với gương mặt giận dữ đến độ xanh lè xanh lét của Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm cười một tiếng, thản nhiên nói: "Thằng con hoang, hôm nay lão phu quyết trả mối sỉ nhục bị chặt tay này lại cho ngươi." Ánh mắt Trích Tinh lão quỷ đỏ ngầu lên như máu, bị Tiêu Viêm chặt mất một cánh tay là nỗi nhục khó có thể phai mờ trong lòng lão. Tuy hiện giờ thương thế nghiêm trọng kia đã khỏi hẳn, nhưng cánh tay thì không thể nào mọc lại nữa rồi. Mà một tiếng gầm này của Trích Tinh lão quỷ cũng khiến đám đông trong đại điện phải hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Sao có thể như vậy, cánh tay của Trích Tinh lão quỷ bị hắn làm đứt. Tiểu tử này đâu thể có thực lực cỡ đó được. Đám người Phượng Thanh Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm, lão già áo đen bên cạnh thì cực kỳ âm trầm. Liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng lại nhiều thêm một phần kiên kỵ, lão hiểu rất rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ còn cao hơn cả mình. Nếu Tiêu Viêm có thể chặt đứt một cánh tay của lão Trích Tinh, vậy thì cũng có biện pháp làm cho lão thê thảm. Xem ra đã đánh giá thấp thực lực của tên nhãi này rồi, nhưng cũng may là Trích Tinh lão quỷ lại có thù oán với hắn, thật là trời cũng giúp ta mà. Trên môi lão già áo đen xẹt qua một nụ cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Đường Chấn cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn một cái, trong lòng cực chấn động, người thanh niên này quả nhiên không đơn giản như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Phi. Trích Tinh lão quỷ hét xong một tiếng, cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt kỳ dị của đám đông bên trong đại điện, thân hình lão khẽ rung lên, hóa thành một luồng khói đen lanh mạnh về phía Tiêu Viêm. Uy áp của đấu khí tỏa ra mênh mông, làm cho đám người đứng quanh nhóm Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui. Trích Tinh lão quỷ, muốn mất luôn cánh tay còn lại sao? Thấy Trích Tinh lão quỷ giận dữ lao đến, bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm lại, chỉ trong chớp mắt, ba loại dị hỏa đã xuất hiện, hắn lạnh giọng quát lên. Dị hỏa vừa hiện, nhiệt độ bên trong đại điện đột ngột tăng cao, thân thể đang lao đến của Trích Tinh lão quỷ khựng khựng lại giữa không trung. Dưới nhiệt độ nóng rực này, lão cũng dần khôi phục lại lý trí, bản thân lão đã từng được nếm thử uy lực của hỏa liên một lần, cho nên vừa mới thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra ba loại dị hỏa liền theo phản xạ có điều kiện mà dừng ngay lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Hơn nữa, lần này tiến vào di tích, lão còn mang trên vai nhiệm vụ mà đích thân điện chủ giao phó cùng nhắn nhủ, nếu xảy ra chuyện gì không may, chắc chắn lão sẽ bị nghiêm trị. Mà bên cạnh tên tiểu tử này còn có nhiều cường giả như vậy, muốn giết hắn cũng chẳng phải chuyện dễ. Đến lúc đó, nếu như tổn thất còn lớn hơn dự tính thì sợ rằng sẽ không thể tranh đoạt với những thế lực khác nữa. Trong đám cường giả nơi này, có một số tên mà ngay cả lão cũng phải dốc toàn lực mới có thể đối phó. Trong mắt lóe lên một cái, lát sau, Trích Tinh lão quỷ đành phải nuốt trọn tức giận cùng sát ý trong lòng xuống. Lão hung tà nhìn phía về phía Tiêu Viêm, lạnh lẽo nói, "Nghe đợi xong việc, lão phu đến xử lý ngươi. Tùy thời phụng bồi." Tiêu Viêm cười lạnh, giờ hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ đấu tôn, sức uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ đối với hắn đã không còn như trước. Hiện giờ, nếu chiến đấu bình thường,
có lẽ còn chưa thể làm gì được lão quỷ này. Thế nhưng nếu Trích Tinh lão quỷ muốn áp chế hắn giống như trước kia thì hiển nhiên là không thể nào. Vả lại, thời điểm hắn còn là cửu tinh đấu tông, phát ra một đóa hỏa liên liền có thể nổ mất một cánh tay của lão. Bây giờ thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu tôn, một khi sử dụng hỏa liên, Tiêu Viêm tin tưởng có thể khiến cho lão quỷ này thi cốt vô tồn. Lúc này, hắn có rất nhiều thủ đoạn để giết chết lão quỷ, tự nhiên không cần phải kiêng kỵ lão nữa. Nếu không phải thời cơ còn không thích hợp, xung quanh lại còn một đám đối thủ đang giống như hổ rình mồi, chỉ e là Trích Tinh lão quỷ còn chưa kịp ra tay thì hắn đã xuất thủ, đem số nợ còn thiếu trả lại hết cho lão khọm này. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ vung tay áo, xoay người bay trở lại, sau đó đem đám cường giả hồn điện đáp xuống phía trước nhất của đại điện. Mà đối với hành động bá đạo này của bọn hắn, những người khác mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám nói năng gì, một số cường giả hay thế lực lớn cũng không muốn đắc tội với hồn điện, cho nên đều mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không có việc gì phát sinh vậy. Lần này khá phiền phức, không ngờ lão quỷ này cũng tới, tuy đã đứt mất một tay đã làm ảnh hưởng tới thực lực của lão, nhưng vẫn còn có chút khó giải quyết a. Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm nói, không cần lo lắng, nếu có thể làm cho lão quỷ này trọng thương một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa, cục diện nơi này cực kỳ phức tạp, đợi đến lúc cường giả hồn điện giao thủ cùng với các cường giả khác thì tất nhiên sẽ có thương tổn, nói không chừng cả lão quỷ đó cũng không tài nào thoát thân. Tiểu Y Tiên mỉm cười cười, nói, các ngươi đã từng đụng độ với bọn chúng rồi. Thanh Lân thì lại quay sang hỏi Tử Nghiên, đó là kẻ thù của chúng ta, sau này cũng chính là kẻ thù của ngươi, nếu đụng phải thì không cần nương tay, đến một tên giết một tên, bù lại sai lầm lúc trước của ngươi đi. Tử Nghiên vỗ vai Thanh Lân, nàng tự nhận mình nhập bọn sớm hơn so với Thanh Lân cho nên nói chuyện cũng ra dáng đàn chị, khiến cho mấy người Tiêu Viêm bên cạnh nghe được cũng phải bật cười. Thanh Lân không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, nói, thì yên tâm, bọn chúng là kẻ địch của Tiêu Viêm thiếu gia, chắc chắn ta sẽ không lưu tình. Ngươi cũng có chút tự giác đó. Tử Nghiên hài lòng gật đầu, nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn hai cô bé này một cái, sau đó đưa mắt đảo quanh đại điện, rồi dừng trên người những khôi lỗi bằng đá kia, khẽ nói, sau khi phong ấn biến mất, không nên vội vã xuất thủ, mấy cái thứ bảo bối này đều nóng bỏng tay, đoạt được trước chính là tai họa. Mấy người Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, bọn họ đều hiểu, những thứ bảo bối kia vừa rơi vào tay ai, kẻ đó sẽ biến thành cái đích cho mọi người công kích. Cường giả tập hợp bên trong điện đông như vậy, mỗi người chỉ cần dùng một chiêu thôi thì chỉ sợ cỡ như Trích Tinh lão quỷ cũng phải hộc máu trọng thương. Tiêu Viêm này không những thiên phú tu luyện cao, luyện dược thuật lại có tạo nghệ kinh người, càng quan trọng hơn là mặc dù tuổi trẻ thế nhưng không có nửa phần tự cao, thành tựu ngày sau tất sẽ bất phàm, phần Viêm Cốc giao hảo cùng với hắn đúng là một quyết định chính xác. Chứng kiến Tiêu Viêm không vì bảo vật hấp dẫn mà vọng động, Đường Chấn liền gật gù, trọng lượng của Tiêu Viêm trong lòng hắn cũng tăng lên không ít. Tiêu Viêm tự nhiên không biết biểu hiện lần này của hắn làm cho Đường Chấn xem trọng. Giờ phút này, ánh mắt hắn chỉ tập trung nhìn vào những luồng ánh sáng trôi nổi trên đại điện. Hiện tại, quang mang bên ngoài những luồng sáng càng lúc càng suy yếu. Phong ấn sắp biến mất. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, đột nhiên khẽ thông báo. Hắn vừa dứt lời, 10 vầng sáng bỗng dưng rung lên kịch liệt, chợt bộc phát ra một trận quang mang chói lóa, bên trong đám quang mang này chính là một cái quyển trục. Những quyển trục này hóa thành một đạo ánh sáng hệt như sao băng, vùng vẫy thoát ra khỏi vầng sáng. Quyển trục vừa xuất hiện, cả tòa đại điện liền sôi trào. Cùng lúc, hai mắt đã nhắm lại không biết bao nhiêu năm tháng của đám khôi lỗi bỗng nhiên mở ra. Một luồng khí tức sát phạt mênh mông tràn ngập trong đại điện. Đại điện đang bao trùm một bầu không khí an tĩnh mà căng thẳng bỗng như bị ném vào một quả bom cỡ lớn, làm tất cả những người đang đứng trong tòa đại điện này đều sôi trào lên. Vầng sáng biến mất, 10 đạo ánh sáng đủ màu phóng ra từ bên trong. Xuyên thấu qua nó, có thể mơ hồ thấy được trong ấy có một quyển trục, một cổ khí tức cổ xưa tản ra từ quyển trục khiến không ít cường giả phải đỏ mắt vì ham muốn, cả hô hấp cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Thiên giai đấu kỹ xuất thế rồi. Ánh sáng trào ra, sự yên tĩnh trong đại điện vẫn kéo dài thêm một chút rồi bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh thình thịch bắt đầu vang vọng, những cổ đấu khí cực kỳ mạnh mẽ cũng bùng lên. Từng đạo thân ảnh như thiêu thân bất chấp sống chết lao về phía những quyển trục phát sáng kia. Đối mặt với sự ngăn trở của vô số cường giả, 10 đạo ánh sáng kia dường như tự có linh trí, lúc bay ra còn có thể tự động thay đổi quỹ đạo, tránh thoát khỏi những bàn tay chỉ chăm chăm muốn túm lấy mình. Phục! Giữa không trung,
bóng người trùng trùng điệp điệp đang xen vào nhau, không ngừng truyền ra những thanh âm giao thủ. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh thổ huyết rơi xuống, sau đó đập mạnh lên nền đại điện, thanh âm trầm thấp ảm đạm đó khiến không ít người đều phải hết hồn, bọn người kia đều đang hạ sát thủ a. Tốt nhất là tạm thời không nên di chuyển. Nhìn cục diện đã hoàn toàn mất đi kiểm soát đó, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng dị thường, Ngăn Tử Nghiên đang rụt rịch muốn động lại, trầm giọng nói. Đường Chấn bên cạnh cũng khẽ gật đầu, quát bảo đám cường giả phần viêm cốc ngừng lại rồi chăm chú nhìn đám lưu quang đang luồn lách giữa một rừng đông đảo cường giả giữa không trung, nhẹ giọng nói, "Kẻ Tiêu Viêm tiểu hữu, giờ có nhìn ra được quyển trục nào là thiên giai đấu kỹ không?" "Không được, 10 quyển trục đó đều không phải vật tầm thường, thậm chí có thể nói là đấu kỹ hoặc công pháp thuộc hạng tối cao mà ta gặp qua suốt mấy năm nay, những quyển trục này rõ ràng đã bị tác động gì đó, muốn bắt được chúng nó cũng không dễ dàng." Tiêu Viêm lắc đầu, theo như hắn cảm ứng được, 10 đạo lưu quang đó đều ẩn chứa một loại năng lượng mạnh mẽ khác thường mà trước đây hắn chưa từng gặp phải. Chắc chắn đẳng cấp của những đấu kỹ hay công pháp này đều không thấp, dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm, trong số những đấu kỹ hắn biết, có thể so sánh với chúng nó may ra chỉ có đế ấn quyết, hiển nhiên, đẳng cấp của những đấu kỹ này không hề thua kém đế ấn quyết chút nào. Không hổ là di tích của đấu thánh, đấu kỹ cùng công pháp đều cường đại như vậy, ngay cả mấy thế lực lớn có thực lực rất mạnh cũng không có được nhiều như vậy. Ánh mắt của Tiêu Viêm thừa dịp hỗn loạn quét một vòng chung quanh. Hiện giờ, một số cường giả chân chính cùng với mấy thế lực như Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn chưa hề động thủ cướp đoạt, hiển nhiên đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi đợi những người này đấu đến lưỡng bại câu thương mới ra tay đoạt vật. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, lát nữa chúng ta đều tự xuất thủ, xem có thể lấy về một quyển hay không, đã tới di tích viễn cổ này thì tự nhiên không thể tay không mà quay về, đúng không? Nhìn những thân hình đẫm máu đang không ngừng rớt xuống từ trên trời, Đường Chấn cười nói. Tiêu Viêm cười cười, thiên giai đấu kỹ cũng có sức hấp dẫn rất lớn với hắn, nếu có cơ hội thì đương nhiên không thể bỏ qua. A. À, ngay lúc Tiêu Viêm vừa định gật đầu, trong đại điện bỗng vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng nhìn về phía ấy, sắc mặt đều đại biến, chỉ thấy những con khôi lỗi xung quanh thềm đá kia đã hoàn toàn thức tỉnh, một cổ sát khí nồng nặc dị thường tràn ngập ra xung quanh. Những con khôi lỗi này vừa thức tỉnh liền lập tức hạ sát thủ với bất kỳ kẻ nào đứng gần nó. Thực lực của chúng đều ở cảnh giới đấu tôn, lại còn đồng thời xuất thủ nên thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, trong chu vi 100 mét quanh thềm đá đều thấm đẫm máu tươi, mùi tanh nồng nặc bốc lên làm mọi người kinh sợ. Thấy thế, Tiêu Viêm chau mày, những con khôi lỗi này đều có thực lực đấu tôn, giờ còn đang trắng trợn giết chóc như hổ gặp bầy dê. Trừ một số thế lực lớn ra thì chẳng có mấy ai đủ thực lực để đương đầu với chúng, thường thường đều là giao thủ 2-3 hiệp đã bị những khôi lỗi này xé xác. Đây không phải khôi lỗi bình thường, trong mắt chúng nó dường như có sự sống. Tiêu Viêm nhìn con khôi lỗi gần nhất đang điên cuồng giết chóc, khi chạm phải đôi mắt của nó, hắn thấy ở đó không trống rỗng như những khôi lỗi bình thường, mà như đang thiêu đốt một loại ý niệm giết chóc cực kỳ cường liệt. Đây là viễn cổ nhân khôi, dùng phương pháp đặc thù để rút linh hồn của cường giả ra khỏi người, sau đó phong ấn vào trong khôi lỗi. Một khôi lỗi được tạo ra như vậy không chỉ có được thần trí, lại còn có thể thi triển đấu kỹ, khó xử lý hơn nhiều so với loại khôi lỗi bình thường. Vẻ mặt Thiên Hỏa Tôn giả ngưng trọng, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, vị đấu thánh này lại sử dụng một phương pháp tàn nhẫn như vậy. Mà khoan đã, nếu đúng như thế, để chế tạo ra đám khôi lỗi này thì ít nhất hắn cũng đã giết chết hơn 10 tên cường giả đấu tôn. Bên trong đại điện rộng lớn, cục diện vốn đang rối loạn, nay vì có thêm mấy tên khôi lỗi cuồng bạo này nên lại càng trở nên phức tạp hơn. Cho tới lúc này, mấy tên cường giả và các thế lực muốn ngồi chơi chờ ngư ông đắc lợi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bởi vì chỉ trong vài giây đồng hồ, mấy con khôi lỗi cường hãn chỉ biết giết chóc này đã đưa bọn họ vào trong phạm vi công kích. Để ta ra tay trước thử xem có cướp được quyển trục nào không, các ngươi không cần xuất thủ, chúng ta không ham nhiều, nếu không lại biến thành dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Viêm thoáng nhìn qua đại điện hỗn loạn, tất cả mọi người đều vì 10 cái quyển trục đang bay loạn kia mà mất đi lý trí, ánh mắt đỏ ngầu, không ngừng truy đuổi. Mà mỗi khi có kẻ nào tới được gần quyển trục liền sẽ bị một đám ở phía sau vây công, đấu khí đánh ra, tên bắt được quyển trục kia còn không kịp la lên một tiếng thì đã biến thành một đám máu thịt bầy nhầy. Nghe Tiêu Viêm quát khẽ, mọi người cùng gật đầu, nếu một đám đều lao về phía quyển trục thì tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám người đang tranh đoạt kia, mà lúc này cũng chẳng ai thèm để ý tới sự chênh lệch về thực lực nữa. Sự hấp dẫn của thiên giai đấu kỹ đã khiến cho cả đám trở nên điên cuồng cả rồi. Bành! Mọi người vừa lên tiếng đáp lại thì cách đó không xa, mười mấy thân ảnh bỗng nổ tung,
biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Một bóng xám nhanh như chớp bay ra từ huyết vụ, cây trường thương đẫm máu mang theo tiếng gió rít gào sắc bén đâm thẳng về phía đám người Tiêu Viêm. Là một tên nhân khôi. Nhìn bóng xám đang dữ dội lướt tới, Tiểu Y Tiên biến sắc, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở khoảng trống trước mặt Tiêu Viêm, chặn con nhân khôi kia lại. Đấu khí mênh mông như biển rộng chợt bùng phát ra từ những đường cong duyên dáng. Ngay khi Tiểu Y Tiên đón đỡ con nhân khôi này thì Tiêu Viêm cũng đã tận dụng thời gian để đánh giá nó. Vì khoảng cách khá gần, hắn mới có thể thấy rõ ở mặt ngoài của thân thể khôi lỗi nọ tựa như được quấn quanh một lớp vải màu xám trắng. Lớp vải này cực kỳ sáng bóng, tuy nhìn như rất mềm mại, nhưng lại có lực phòng ngự mạnh mẽ, cho dù chịu một kích toàn lực của cường giả đấu tông mà vẫn không hề hư tổn. Ngươi thử xem liệu có thể khống chế được khôi lỗi này không? Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu, nhân lúc Tiểu Y Tiên đấu với nhân khôi, linh hồn lực ở mi tâm của hắn chợt trào ra, sau đó chui nhanh vào cơ thể nhân khôi. Nhưng lần này hắn lại không may mắn như trước, hắn nhận ra ngay vị trí gieo ấn ký có một luồng lạc ấn vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Lạc ấn này hiển nhiên chính là của vị đấu thánh cường giả kia để lại. Những con khôi lỗi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn cần mẫn và tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn. Không thể nào khống chế, ấn ký kia quá mạnh, với thực lực của ta thì không thể nào xóa sạch nó được. Thu hồi linh hồn lực, Tiêu Viêm lắc đầu, thoáng có chút tiếc hận, nếu hắn có thể thu phục được đám khôi lỗi này mà nói, trong cái đại điện này liền không còn ai có đủ tư cách chống lại hắn cả, nhưng đáng tiếc là mấy người Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Đám khôi lỗi này chính là phòng vệ cuối cùng của vị đấu thánh kia, nếu có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy thì thật quá khó tin. Chúng ta chuẩn bị xuất thủ thôi, ta phụ trách cướp quyển trục, những người còn lại giúp ta ngăn cản đám cường giả khác. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua tình hình bên phía Tiểu Y Tiên, nhân khôi kia cũng thật phiền phức, trong thời gian ngắn không thể nào giải quyết nó được, mà cũng may là Tiểu Y Tiên không có nguy hiểm gì, bởi vậy hắn lại chuyển sự chú ý về phía không trung. Tại đây, đám Phượng Thanh Nhi và Băng Hà Cốc đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đều gia nhập vào trong vòng chiến đấu cướp đoạt quyển trục. Nghe vậy, bọn Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều gật đầu, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Tất cả đều hiểu một điều, muốn đoạt được quyển trục từ trong cục diện hỗn loạn này là một chuyện không hề đơn giản. Ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng qua không trung, dừng lại phía trên đạo lưu quang màu hồng. Đạo lưu quang này đã nhiễm không ít máu tươi. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm thì số cường giả vì nó mà chết chỉ sợ không dưới 10 người. Vậy lấy mục tiêu là nó đi. Tiêu Viêm thầm nói, quyển trục này màu đỏ đậm, lại mơ hồ có một khí tức cuồng bạo truyền ra từ bên trong. Nói vậy thì hẳn là có liên quan tới năng lượng hệ hỏa, thích hợp với Tiêu Viêm nhất. Nhưng mà, nếu so sánh cùng với số quyển trục khác thì cường giả muốn chiếm đoạt nó ít hơn một chút, độ khó nhẹ hơn, xem ra khá thuận lợi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao dõi theo đạo lưu quang đỏ sậm đang di chuyển tứ tung. Một lát sau, đạo lưu quang này rốt cuộc cũng thoát ra khỏi sự ngăn trở của đám đông cường giả, xuất hiện tại khu vực của nhóm Tiêu Viêm. Động thủ. Ngay lúc đạo lưu quang đến gần thì một tiếng quát lớn bỗng vang lên, hiển nhiên là truyền ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Phần. Dưới tiếng quát của Tiêu Viêm, hỏa diễm màu nâu tím nhất thời từ trong cơ thể bùng phát, bàn chân đạp mạnh mặt đất, sàn nhà cứng rắn trong khoảnh khắc đã nổ tung thành bụi phấn. Còn thân hình hắn giống như một con rồng lửa khổng lồ, lấy khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến đám người vây xung quanh quyển trục đỏ đậm. Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay đã khiến mọi người chú ý, lập tức có không ít người thoáng biến sắc mặt, trong mắt hàn ý lóe ra, tay áo vung lên tạo thành từng luồng đấu khí đủ màu sắc hung mãnh xé gió lao đến công kích Tiêu Viêm. Lấy thực lực của những người này, ngày thường tự nhiên không dám ra tay với Tiêu Viêm, nhưng lúc này tất cả mọi người đã bị đấu kỹ thiên giai hấp dẫn đến phát điên, ai còn để ý tới thân phận, thực lực của đối phương. Bởi vậy khi ra tay cũng không kiềm chế chút nào. Nhìn mười mấy đạo đấu khí hung mãnh lao đến, Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh rồi cong ngón tay tay búng nhẹ diễn hóa thành năm đạo hỏa trụ bắn ra. Sau đó, chúng oanh kích lên những luồng đấu khí mạnh mẽ kia, gần như lập tức những luồng đấu khí đủ màu đó đều bị phá hủy. Dưới ánh mắt kinh hãi của những kẻ xuất thủ kia, đám hỏa trụ bạo hãn lao thẳng lên cơ thể bọn họ. Độ nóng kinh khủng trong khoảnh khắc liền biến họ thành một những quả cầu lửa. Tiêu Viêm với thủ đoạn không lưu tình đã khiến những cường giả chuẩn bị xuất thủ biến sắc. Lúc này họ mới thoáng giật mình tỉnh lại, lập tức chỉ có thể cắn răng và cố nén lại công kích mình chuẩn bị phát ra. Lấy thủ đoạn cường ngạnh lần này tạo thành uy hiếp ngắn ngủi, Tiêu Viêm biến thành hỏa long xông thẳng qua đám người này, thân hình chợt lóe đã lao thẳng đến quyển trục đỏ đậm kia. Cử động của Tiêu Viêm cũng làm cho sắc mặt gã cường giả đấu tôn duy nhất tại đây trầm xuống.
Ngay từ đầu hắn chính là người duy nhất có cơ hội truy đuổi quyển trục đỏ đậm này. Lấy thực lực mạnh nhất của hắn trong đám người nên tỷ lệ thành công cũng là cao nhất. Tuy nhiên hiện giờ Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay, tự nhiên cũng khiến sát ý trong mắt hắn hiện lên nồng đậm. Lập tức ánh mắt liếc qua rồi nắm chặt bàn tay, một thanh khai sơn phủ khổng lồ xuất hiện trên bàn tay còn lại. Vù! Vù! Tiếng rít trầm thấp này cũng chứng tỏ hắn là một cường giả nhất tinh đấu tôn. Chợt đấu khí màu vàng đậm ùn ùn từ trong cơ thể hắn trào ra. Mà thêm nữa, cơ bắp trên thân thể lúc này cũng quỷ dị nhuyễn động rồi nhanh như chớp ngưng tụ nên một luồng lực lượng đáng sợ. Cút ngay cho bổn tôn! Sắc mặt tên đấu tôn này âm trầm, thân hình chợt lóe, liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, khai sơn phủ khổng lồ trong tay mang theo lực lượng đáng sợ tựa như thể khai thiên tích địa, xé rách không gian điên cuồng chém thẳng xuống lên thiên linh cái Tiêu Viêm. Cút ngay! Bằng ngươi cũng dám! Trong khoảnh khắc bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ 10 trượng quanh thân, tự nhiên cũng khiến Tiêu Viêm chú ý, hắn nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, huyền trọng xích hiện ra. Hỏa diễm nâu tím trào ra, trên thân xích chợt hóa thành một hỏa long uốn lượn bay đi. Cút! Trong miệng hét to một tiếng, trọng xích mang theo kình phong nóng cháy mà sắc bén, lấy loại tư thái cường hãn nhất va chạm với khai sơn phủ của tên nhất tinh đấu tôn một cách mạnh mẽ. Choang! Xích, phủ chạm vào nhau. Tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa, rồi một luồng sóng kình phong cường hãn từ vị trí va chạm quét ra. Một số cường giả gần đó lập tức cảm thấy miệng mình đắng ngắt, thân thể liền không tự chủ bay ngược ra. Phục! Va chạm kinh khủng cũng làm cho tên nhất tinh đấu tôn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, trên mặt hiện lên sự kinh hãi. Thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ xấp xỉ với hắn, thêm vào đó bản lĩnh hắn am hiểu nhất chính là cứng đối cứng. Không ngờ hiện giờ lực lượng này đối chiêu với Tiêu Viêm cư nhiên vẫn không được lợi, dù chỉ nửa điểm. Máu tươi phun ra, khí thế tên đấu tôn cũng nháy mắt yếu bớt. Giờ này khắc này hắn cũng hiểu được, hắn đã mất đi khả năng tiếp tục tranh đoạt quyển trục cùng Tiêu Viêm. Vù! Hắn chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, lập tức vội vàng rút thân trở ra. Loại thời khắc hỗn loạn này, một khi bị thương sẽ có không ít người thừa dịp mà lao đến. Lúc trước hắn đã nhìn thấy mấy vị cường giả có thực lực tương đương mình bị hơn trăm người vây công, cuối cùng những cường giả đấu tôn ngày thường vẫn cao cao tại thượng này cũng chỉ có thể chật vật cong mông bỏ chạy. Một đòn trực tiếp đẩy lui tên nhất tinh đấu tôn, bàn tay Tiêu Viêm vẫy vẫy, huyền trọng xích lại một lần nữa được thu vào nạp giới. Hắn khẽ tay nắm lại, cảm giác có chút tê rần đến chết lặng, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc vì lực lượng của tên nhất tinh đấu tôn. Trong những năm này, hắn ăn không ít thiên tài địa bảo, từ đó làm cho lực lượng thân thể mạnh mẽ phi thường. Tuy không thể sánh với Tử Nghiên nhưng với những người đồng cấp, muốn tìm được một cường giả có lực lượng tương tự sợ rằng có chút khó khăn. Đẩy lui kẻ chặn đường xong, Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến quyển trục đỏ đậm. Thứ này cực kỳ nhanh nhẹn, dưới sự liên thủ của phần đông cường giả nhưng vẫn thoát được cực kỳ dễ dàng như trước. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào chính thức chạm được nó. Mà ngược lại, thỉnh thoảng có một số người tới gần nó lại bị những cường giả khác liên thủ đánh trọng thương. Nhìn thấy màn này, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ đạp mạnh hư không, lại lần nữa hóa thành hỏa long màu tím, phóng nhanh tới quyển trục. Nơi hắn đi qua, những kẻ chặn đường đều bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đánh bay. Dưới hành động đầy khí thế này của hắn, dường như sau vài cái chớp mắt liền phóng đến vị trí gần quyển trục. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vừa thấy được Tiêu Viêm chỉ cách quyển trục 2 trượng, trong mắt những cường giả chung quanh đều nổi lên đầy vàng máu, nhất thời đồng loạt gầm lên, đấu khí hùng hồn bùng phát, chợt ùn ùn kéo đến Tiêu Viêm. Với gần 100 cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế này thật sự hoành tráng cực kỳ. Đấu khí với quy mô lớn như thế ầm ầm lao tới, dù là Tiêu Viêm thì vẫn phải biến sắc mặt. Bất quá hắn vẫn không hề xoay người, lại lần nữa đạp từng bước, bàn tay trực tiếp muốn chụp lấy quyển trục màu đỏ kia. Đấu khí ùn ùn kéo đến ngay lập tức. Mà khi những công kích này sắp đánh vào thân thể Tiêu Viêm thì quanh thân hắn không gian hơi hơi dao động. Đám người Thiên Hỏa Tôn giả, Tử Nghiên đều nhanh chóng xuất hiện rồi liên thủ, một loạt quang thuẫn năng lượng dày đặc nhất thời tràn ngập phía trước. Phanh! 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 Vô cùng vô tận đấu khí hung hăng nện lên quang thuẫn làm cho từng đợt sóng gợn bắn ngược trở lại, nhưng chẳng qua trước sau vẫn không phá nổi phòng ngự này. Trong khi mấy người liên thủ mạnh mẽ chống lại số đông cường giả thì thừa dịp đó, bàn tay Tiêu Viêm rốt cuộc đã chạm tới quyển trục đỏ đậm kia. Tách! Thế nhưng ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm vừa mới áp vào quyển trục, vừa định dùng sức định nắm chặt thì quyển trục liền giống như lươn, kẹo oạch một tiếng đã bắn ra một khoảng lại thoát khỏi phạm vi nắm giữ của Tiêu Viêm.
Hừ. Thấy thế, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh dần, bàn tay công thành chữ IU, lại hung hăng vồ tới quyển trục đỏ đậm vừa trượt ra kia. Dưới cái nắm chặt này, bốn phía dập dần bồng bềnh, không gian chung quanh quyển trục nhất thời lõm xuống, hình thành một nhà lao không gian khá hẹp, vây nó vào bên trong. Lại đây. Quát lạnh một tiếng, cường độ hấp lực trên lòng bàn tay Tiêu Viêm tăng vọt rồi trực tiếp ép chặt quyển trục đỏ đậm trong không gian bị lõm kia. Sau đó nó cũng chỉ có thể hóa thành một luồng hào quang đỏ đậm thoáng hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chợt động, bàn tay lại lần nữa nắm chặt, nửa quyển trục đỏ đậm rốt cục đã nằm trong tay hắn. Nhưng khi vừa mới dùng sức, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ phút này, một bàn tay khô héo cũng nắm chặt tại đầu kia của quyển trục. Hắc hắc, muốn tự mình độc hưởng bảo bối, không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Nghe được âm có chút quen tai, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển qua, lại phát hiện người xuất thủ kia cư nhiên chính là tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Thi Nam. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại, Thần Thi Nam cười âm lãnh, hữu quyền nhanh chóng nắm chặt, không hề mỹ lệ liền đánh thẳng tới đầu Tiêu Viêm. Xem điệu bộ này, rõ ràng lão ta đã tính toán dùng một quyền đánh nát ý thức Tiêu Viêm. Muốn chết. Nhìn thấy thủ đoạn hung ác này của Thần Thiên Nam, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, một đạo kim quang như quỷ mị hiện lên trước mặt, mà nắm tay Thần Thiên Nam chính là đánh thật mạnh vào đó. Mang theo âm thanh ầm ầm do kim loại va chạm. Khôi lỗi. Nhìn thiên yêu khôi toàn thân bao phủ một màu và nhạt xuất hiện trước mắt, Thần Thiên Nam biến sắc, vội vàng thu quyền. Nhưng theo sát phía sau thiên yêu khôi, thiết quyền kinh khủng cũng đã hung hăng công kích đến. Vô liêm sỉ. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên nắm tay của thiên yêu khôi, sắc mặt Thần Thiên Nam kịch biến, chỉ tức giận mắng một tiếng, chợt không cam lòng buông bàn tay đang nắm ra khỏi quyển trục, thân hình nhanh chóng lui lại. Khi Thần Thiên Nam buông lỏng tay, Tiêu Viêm đã một mình nắm chặt lấy quyển trục, ngọn lửa màu nâu tím từ lòng bàn tay bùng phát ra, ép chặt xuống quyển trục đang ra sức giãy giụa. Một lát sau, sự phản kháng của quyển trục đỏ đậm kia mới từ từ yếu bớt. Sau khi sự phản kháng của quyển trục hoàn toàn biến mất, lúc này Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm rồi nhanh chóng thu nó vào nạp giới dưới vô số ánh mắt giận dữ. Cùng lúc đó, hơi thở mênh mông cũng từ trong cơ thể bùng phát không hề giữ lại, ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân. Uy thế như vậy làm cho những ánh mắt đầy máu đỏ kia từ từ thanh tỉnh lại. Một lát sau, họ mới nhìn thoáng qua đám người Thiên Hỏa Tôn giả phía xa, rốt cục chỉ có thể không cam lòng quay người bỏ đi, bắt đầu tranh thủ thời gian cướp đoạt các quyển trục khác. Nhìn thấy đám gia hỏa như xài lang kia lùi đi, sắc mặt Tiêu Viêm mới nhẹ đi vài phần. Hắn không e dè thực lực bất kỳ người nào, nhưng nếu có hơn 100 người cùng nhau tiến lên, ngay cả hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu nổi. Sau khi cất kỹ quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm lại đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng thiên yêu khôi đang chiến đấu. Lúc này Thần Thiên Nam đang khá chật vật, trong mắt hắn sát ý bắt đầu hiện lên. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.